Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong video buổi trưa ngày 30 Tết. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở ngay bến Bình Đông quận 8. Thì trong buổi trưa ngày hôm nay mình sẽ cập nhật hình ảnh ở tại chợ hoa Tết bến Bình Đông để xem thử tình hình hoa Tết của bà con buôn bán ở đây như thế nào ra sao. Ngày lúc này thì mình thấy hoa tắc với lại hoa cúc cũng đang còn rất là nhiều ở trên bến Bình Đông quận 8 này. Đi nhìn ngắm, đi tìm cho mình những chậu tắc đẹp, tươi, tốt để mà mua về cho gia đình. Và phải nói bây giờ thì đại hạ giá luôn, 250, 300, 350, 400 quá trời luôn vậy. Nói chung là vào trả là bán hết. Quá trời luôn nè. Ồ, mua 4 5 cây luôn. Ba trăm rưỡi. Tắc 250, 300, 350 bán hết luôn cô chú anh chị các bạn ơi. Mọi người đang đổ dồn về bên đây để mà chuẩn bị mua tắc nè. Trái còn rất là lớn luôn. Rồi bao nhiêu con cây vậy? Năm trăm cây, 400 cây. Hai trăm rưỡi cây, 300 một cây. Năm trăm một cây, 500 cây lớn, 300 cây nhỏ quý vị. Đó, mọi người đang đổ dồn vào đây để mà lựa chọn cho mình một cây tắc đẹp nè. Phía dưới ghe vẫn còn rất là nhiều tắc xanh luôn. Năm trăm một cây. Những cây này mỗi khi là 1,5 triệu á quý vị. Năm trăm, 400, 600, tùy vào cây lớn, cây nhỏ, cây bé. Đó quý vị ơi. Nói bây giờ thì tất cả các chợ hoa tại Sài Gòn của chúng ta, Công viên 23 tháng 9 hay là
Bến Bình Đông hay là Thành Thái, Trường Đô, Phú Thọ gì thì cũng đều đang đại hạ giá luôn. Bán được bao nhiêu thì lấy vốn về bấy nhiêu. Giá bây giờ chủ yếu là 250 nè, 400 nè, cây lớn là 600 nè, cây nhỏ hơn chút là 500. Cây này 500 nè vị, 500 ngàn, ok, đại hạ giá luôn. Đó, 500 nè vị. Đó, bây giờ giá từ 400 đến 600 là người ta bán hết. Cây này 450 nè. Thấy các vị thấy không? Nói chung bây giờ vô thì cứ trả thoải mái. Thích cây nào trả cây đó thôi. Bây giờ thì các nhà vườn linh hoạt giá lắm, mua rớt bao nhiêu thì tùy ý. Ở dưới ghe người ta vẫn còn nhiều tắc để người ta mang lên luôn á cô chú anh chị. Chậu nhỏ là 150 nè. Đó, chậu này 150 quý vị nha. Chậu tắc nhỏ là 150. Đại hạ giá bà con ơi. Bà con đang đổ dồn vào đây để mà mua hoa. Wow, cây này đẹp nè. Đẹp quá. Wow, cây này quá đẹp luôn. Cây này bao nhiêu anh? 400 hả? 400. Đó, như vậy thì mức giá chúng ta biết rằng là cây trung bình lớn như thế này 600. Cây 600 là cây lớn luôn á. Bây giờ là gần 12 giờ rồi. Cập nhật một số ảnh chợ hoa bến Bình Đông vào trưa 30 Tết. Cây này xanh đẹp quá trời luôn nè. Xanh rì luôn.
có chầu đẹp luôn. Ủa cái này của em mua hả? Bao nhiêu bé? Bao nhiêu à? À. 700. Cây xanh tươi, trái còn nhiều. Dưới đây bông vàng thọ với lại hoa mai hoa giấy vẫn đang nở rực, nhưng mà khách thì chưa thấy là bao wow. Đại hạ giá được bao nhiêu bán bấy nhiêu thôi chứ. Còn quá trời luôn. Xe tải sẵn sàng, một là xuống hoa, hai là đưa đi. Bán cây tặng cây luôn. Bán một tặng một luôn, bán một cây tặng một cây luôn. Báo một cây tặng một cây luôn cô chú anh chị các bạn. Nói chung là cũng rất là khó cho nhà vườn, tại vì ngày đầu thì giá họ đưa ra cao quá, người ta trả không bán, bây giờ thì lại hạ giá mà cũng khó người mua. Mặc dù chúng ta thấy bà con đang đổ dồn về ở bến Bình Đông này để mà mua hoa nè. Xe tải chuẩn bị dọn hàng luôn. Phải nói hoa mai còn rất là nhiều luôn quý vị. 150.000 đồng một cành đây. Tranh thủ bán đến 1-2 giờ chiều thôi, rồi sau đó bắt đầu trả lại mặt bằng. Năm nay thì hoa bán chậm cho nên là người ta cũng tạo điều kiện thuận lợi bán dài thời gian hơn một chút xíu, để mà cố gắng thu được bao nhiêu vốn, đổ bao nhiêu. Đó, những chậu này là 300.000 một chậu này cô chú chị các bạn, 300.000. Thật sự mà nói thì theo như mình quan sát hiện tại thì bông hoa còn rất là nhiều. Có nghĩa là tiểu thương năm nay bán cũng không có đạt hiệu quả như mong đợi. Bây giờ chúng ta chỉ hy vọng rằng tiểu thương ở đây thu hồi vốn hoặc là lợi nhuận thấp thôi.
chợ hoa trên bến dưới thuyền. Hoa giấy còn quá trời luôn à. Giờ ngồi thì coi còn ai mua được bao nhiêu đỏ bấy nhiêu thôi, chứ còn chịu thua rồi. 100.000 đồng một chậu mai nhỏ. Bưởi 16.000 đồng một ký thôi. Hoa giấy, hoa bài còn quá trời đây luôn. Giấy bây giờ người ta cũng bắt đầu đưa lên xe luôn rồi, vận chuyển dọn trả mặt bằng hết rồi, bạc ngàn hoa luôn. Đó, xe tải xuống hoa nữa nè. Wow, bà con đổ dồn vào đây để mà hốc bông hoa luôn. Ba trăm ngàn một chậu này quý vị, đại hạ giá luôn. Ba trăm ngàn một chậu hoa giấy. Ba trăm ngàn một chậu hoa giấy, cô chú anh chị các bạn ơi, nhanh tay vào hốc hết. Wow. Ba trăm ngàn một chậu hốc hết luôn. Và như vậy có lẽ những hình ảnh này cũng tạm khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ước mong được gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.